quay bia đi chứ đâu. Vâng, bia hôm đi mấy đứa nhỏ nhà. Ở nhà hả? Rồi. Rồi phái đoàn đón dâu lên xe. Nhà thêm lên đi với nhân cho trước nha. Không nhận đi trước rồi. Đi xuống hàng 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 còn xuống dưới mà đầu đi còn cặp cặp á. Xuống dưới. Giờ mình đi cặp đi, cặp nào đi cặp đó đi. Chúng xuống xe của đàn gái đó là mình bắt đầu vô xếp hàng thứ tự. Nhân, đang cần cặp hả sao? Đi cặp cũng được, bây giờ đi. Hai. Ủa ông trên đâu? Đủ cho đoàn đủ rồi đúng không? Rồi đủ rồi, về lên xe thôi. Là cặp đó, không phải là cặp. Chỉ chút xíu mà. 2, 4, 6. Gửi cô Phương nha cô Phương. Anh nhỏ cô Phương. Đi cho biết. Là tụi con muốn lên không? Lên cho ba mẹ không? Đi lên đây, đội đội vợ cho hai đứa qua đây đi. Đi qua đây. 1, 12, 13, 14. Kế ba mẹ đi, kế ba mẹ. Đúng rồi. Rồi đội đây. 17 cô vô về 18 mà chưa. Đúng rồi, 17. Nói nghe có khoa kìa. Khoa. Trời không có bộ xí bộ đi. Nói đây con có đây rồi gia đình mình nha. Rồi, đi. Không có được. Đâu được, người ta đi, người ta làm lệ mà. Không, tại mình đang chụp hình ở đây.